Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại với một thủ thuật rất là hay trên Messenger, đó là cách tải video trên Messenger về máy tính và trên điện thoại. Thì trong quá trình sử dụng thì bạn muốn tải một cái video nào đó trên Messenger về máy tính hoặc là điện thoại để lưu và sử dụng thì làm thế nào để tải về nhanh nhất? Thì nhiều người đang gặp khó khăn trong cách tải video Messenger về máy tính hơn là trên điện thoại. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải video trên Messenger về máy tính và điện thoại. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải video Messenger về máy tính. Thì Messenger trên máy tính được mặc định không thể tải trực tiếp được. Khi kích vào thì bạn sẽ không có thể tìm được nút tải giống như trên điện thoại. Thì chỉ cần thực hiện các bước sau thì bạn đã có thể tải video trên Messenger về máy tính. Đầu tiên bạn vào Facebook thì mình đã mở cái trình duyệt Facebook này lên rồi. Thì tiếp theo bạn vào phần Messenger. Sau đó bạn vào những cái video, cái phần Messenger mà bạn video trên Messenger mà bạn muốn tải về. Sau đó bạn ví dụ mình chọn sẽ tải cái video này về. Sau đó bạn chọn vào nhấn vào nút ba chấm này, nó có hiện lên chữ khác đó, thì bạn nhấn vào. Sau khi bạn nhấn vào ấy, thì nó có phần mà lưu vào Facebook, gửi và bày tỏ cảm xúc. Thì bạn hãy chọn vào mục là lưu vào Facebook. Khi mà chọn lưu vào Facebook, nó sẽ hiện cái mục này. Thì bạn chọn vào xem vào các mục đã lưu. Thì đây, nó đã lưu cái video mà bạn muốn tải về rồi. Rồi thì chỉ cần bạn click vào cái video này thì tự nó sẽ tải về trên màn hình desktop của bạn. Mình sẽ để trên phần màn hình desktop. Như vậy chỉ với 3 bước đơn giản là bạn đã có thể lưu video mà bạn trong phần Messenger mà bạn muốn lưu về trên máy tính của mình rồi. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tải video Messenger về điện thoại. Thì để tải video Messenger về điện thoại thì bạn làm theo các bước sau. Đầu tiên bạn vào phần Messenger của mình trên điện thoại. Tiếp theo bạn chọn tin nhắn fan chat với người khác mà có chứa video bạn muốn tải. Ví dụ mình sẽ chọn vào phần này và mình muốn tải cái video này về. Sau đó bạn nhấn vào video mà bạn muốn tải về, bạn sẽ nhấn một khoảng thời gian, sau đó nó sẽ hiện lên cái phần mà save video, forward và remove. Thì bạn chỉ cần chọn save video thì lập tức video sẽ lưu vào điện thoại của bạn ngay. Như vậy là chỉ vài bước đơn giản là bạn đã có thể tải video trên Messenger về máy tính và điện thoại rồi. Thì bạn cũng có thể kiểm tra cái video mà mình đã lưu về trên, nó sẽ chứa trên máy. Thì mình sẽ vào phần hình ảnh, thì như các bạn có thể thấy thì cái video đã được lưu về trên điện thoại của mình. Nếu bạn chưa làm được thì hãy comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nha.